Và ngày hôm nay thì em lại về cho các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Và dòng này thì là một cái dòng xe rất là lành bền, chảy cối, đặc biệt là không gian nội thất bên trong rất là rộng luôn. Hyundai i10, vâng, một mẫu xe mà nghe đến tên ai cũng biết, i10 Morning nha các bác nhỉ. Đúng rồi, vâng, đây là một chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, một dòng xe lành bền đấy, nồi đồng cối đá với động cơ máy chỉ có 1.0, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 4 lít đến 4 lít rưỡi trên 100 cây. Động cơ máy thì còn zin và xe là một chủ từ mới biển Quảng Ninh luôn các bác nhá. Xe này thì bao chất bao đẹp cho các bác rồi. Và bác chủ bác ấy làm ở trong cái công ty khu công nghiệp này thì bác ấy để lại cho em với một mức giá vô cùng tuyệt vời luôn. Con này xe tư nhân nên là đi rất sướng các bác ạ, không phải như những chiếc xe dịch vụ đâu. Và em này giá nó chỉ có hơn 200 một chút thôi. Các bác đã có ngay được một chiếc xe tránh mưa tránh nắng đi lại thì an toàn. Và đặc biệt là bác nào mà mua con này về thi thoảng và chạy thêm một chút dịch vụ cũng rất là ok. Vừa kiếm được thêm kinh tế mà vừa tiết kiệm nhiên liệu, vì cái dòng này nó chỉ ăn xăng khoảng hầm 4 lít đến 4 lít rưỡi trên 100 cây. Tính ra thì các bác mất tầm khoảng chưa đến 1.000 đồng trên 1 km thôi ạ. Vâng, xe rất là ngon, biển Quảng Ninh 14A18432 nhá. Và chiếc xe này thì nó là sơn màu bạc, đẹp căng, sơn zin của nó còn 80%. Và nói chung là bác chủ bác ấy cũng không giữ lắm, bác ấy vừa vừa thôi. Thế nên là chất xe thì được cái là không có đâm đụng, thế là sướng rồi. Thế còn đâu về tổng thể xe thì cũng khá là ok, đè nổ start-stop thông minh. Đấy, gương kính gạt mưa các thứ của xe là đầy đủ, đèn đóm đầy đủ luôn. Và con này thì ít đi đêm, thành ra là cái bầu đèn của xe nó vẫn còn trong vắt này các bác ơi. Đấy, trong vắt là như thế này nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hời, vì nó cũng vừa về thôi. Đây này, em để cho các bác nào mà yêu thì đấy, em đang bán là 245 triệu đồng. Có giảm bớt cho các bác nhá. Nếu mà các bác nào mà quyết xem xe thì đấy, giảm bớt cho các bác. Đấy, giá nó chỉ có 245 triệu đồng thôi. Và với động cơ máy 1.0 thì chiếc xe nhiều người có bảo yếu. Nói thật các bác, đi tầm này là ok. Chứ đi cái loại động cơ cao quá thì lại chê là nó tốn xăng. Mà đi cái loại động cơ nhỏ quá thì cũng chê là nó thế này thế nọ. Thế nên là đây cũng là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu cũng rất là yên tâm. 1.0 thì ăn xăng rồi vào tầm khoảng 4 lít đến 4 lít rưỡi. Vâng, và cái form hatchback thì đây cũng là một dòng xe được cái là rộng rãi, nhìn thoải mái và đỗ đâu cũng được, không bị lo là nó bí kiểu chật hẹp nhá. Đấy các bác, như thế này là rất là ok luôn. Vâng, đèn đóm đầy đủ, lốp dép dày và la răng của chiếc xe là đang sử dụng là la răng đúc 48 chấu. Đấy, hàng ngon lành cành đào như thế này mà không mua thì thực sự là hơi tiếc luôn. Và chiếc xe đầy đủ cảm biến lùi cũng như là cam lùi đầy đủ cho các bác nhá. Các bác nào mà yêu thì mời các bác qua bên em xem xe trực tiếp và có thể là lái xe trải nghiệm thử luôn. Con này thì nói chung là bao phê bao chất cho các bác rồi. Đèn đóm sạch sẽ, ngon lành cành đào. Và thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ ta sẽ đi cùng đi vào phần chi tiết của từng phần của chiếc xe. Đấy. Xe này thì là một chủ biển Quảng Ninh nhá, 14A18432, logo Hyundai rõ ràng. Và mặt trước của xe là không có gãy vỡ gì cả, vẫn còn nguyên. Đấy. Xe thì đã kiểm tra và test là không có đâm va. Đấy, không đâm va, giằng đầu còn nguyên, xe còn cứng. Hệ thống đèn của chiếc xe thì đang sử dụng là đèn halogen. Đấy, đèn trong vắt luôn. Và con này thì ít đi đêm, thành ra là cái đèn của nó cũng khá là ok, gần như là mới luôn các bác nha. Về là các bác không phải làm gì. Còn đèn gầm của chiếc xe thì cái nhựa đèn gầm này nó hơi cũ theo thời gian, nên cái này thì bình thường, không vấn đề gì cho các bác nha. Đấy, các cái phần mép sườn này này của nó là khít luôn và không lỗi. Tôn sườn, tôn cánh là căng nét. Đấy, tôn cabo đấy ạ. Và em này thì được cái là rất là ngon, êm mượt luôn. Đấy, các bác nhìn đèn này. Đấy, đèn trong vắt luôn đấy nhá. Đấy, và được em này được cái là điều hòa nó là rất là tốt các bác. Bên trong, ngồi trong điều hòa thì bây giờ phải nói là các bác là không khác gì cung điện mùa đông luôn. Tôn sườn, tôn cánh đẹp. Lốp thì hơi bẩn một chút, nhưng mà con này thì là lốp 165R14 các bác nhá. Lốp hơi bẩn, hơi cũ một chút, lốp 2020. Thì rãnh lốp của chiếc xe này thì đây. Đấy, các bác nhìn rãnh lốp của nó vẫn ok. Đấy, là ta lông còn nguyên này. Đấy, nhưng mà hơi bẩn bụi vì là chưa dọn dẹp gì cả. Đấy, thế còn phải phần cua lốp rồi đấy. Em vừa về xong. Đấy, nói chung là tầm này thì đi bắt xe thì cũng khá là hiếm. Mua được một chiếc xe của chính tên chính chủ là nhiều lúc cũng rất là vất vả các bác nhá. Đấy, tôn sườn của xe này còn căng luôn. Và toàn bộ tay nắm cửa được ốp chrome. Đấy, có khóa khiển thông minh, bấm nút một chạm. À, cửa này cái đóng này. Úi giời, ôi mở ra mát thế. Ngồi trong xe bây giờ cực sướng rồi các bác ạ. Chứ ngồi bên ngoài thời tiết nắng nóng này cũng vất vả lắm. Đấy, toàn bộ chỉ gánh này của xe là còn nguyên.
tapi nhựa này, ngon lành cành đào. Kính điện là hoạt động một trạm ok. Đấy. Con này thì kiểm tra hết tất cả các cái kính cho các bác nhá. Ồ. À chết rồi, chứ lúc nãy kiểm tra mà không chú ý cái này. Cái này tí nữa sẽ kiểm tra lại. Đang bị dắt kính ở kính bên này. Đấy, kính bên kia ok nhá. Cái này thì em cũng kiểm tra luôn vì để đảm bảo về chất lượng cho xe cho các bác. Thì em sẽ kiểm tra luôn những cái phần chi tiết này để làm sao các bác có được một chiếc xe ngon nhất khi mà các bác mua. Đấy, phần bản lề thì ốc là chưa có động chạm này. Hai ốc này chưa động này. Cái này nó còn nguyên tay trống này. Đấy, và xe thì tương đối là cứng các bác nhá. Đấy, những cái này là chưa có động sơn. Đấy. Vâng. Được cái là ngồi trong xe thời điểm này thì khá là ok. Rồi, bây giờ sẽ kiểm tra xem là tại motor hay là tại nút. À, cái motor này đang có vấn đề, nó bị dắt phần cơ khí. Cái này thì em sẽ cho vào gara và kiểm tra chỉnh sửa luôn. Đấy, các bác nào mua con này nhớ là cái cửa này nhá. Đấy, thế còn cái phần phía dưới này thì các cái ốc này nó còn nguyên. Đấy, còn này. Đấy, xe còn cứng, cái này thì có động rồi này. Nhưng mà cái này là không phải đã kiểm tra rồi thì nó không vấn đề gì. Được cái là tôn cánh chắc chắn luôn. Và xe thì bao cứng cho bác. Hàng ghế thứ hai cũng là sử dụng ghế da căng. Đấy, ghế da nó rất là đẹp. Da xịn nữa. Sờ rất là mềm. Ngồi úi giời. Rơi cả camera, sờ rất là mềm luôn. Và ngồi cái dòng này thì thoải mái nhá, không bị tức bí. Sàn của em này thì cũng đã lột lên rồi, kiểm tra dưới sàn thì không có bị động nước, không bị ố mốc gì cả, cũng đảm bảo cho các bác cái việc mà không ngập nước nhá. Đấy, cái đấy là rõ ràng. Thế còn về phần lốp này thì đang sử dụng quả lốp Ecopia. Cái lốp này là 2019 nhưng mà lốp vẫn còn tầm khoảng 60%. Thì em này là bác ấy đi quả lốp này nói chung là bác ấy đi cũng tương đối. Đấy, hơn 6 vạn. Thì chất xe thì bác ấy toàn vất ở nắng thôi. Đây này, công ty bác ấy thế này. Các bác bảo làm sao mà vất nắng, làm gì có mái che đâu. Thế thành ra là xe nó cũng hơi bị già theo một thời gian một chút. Nhưng mà đấy thôi, em để mấy cái giá đấy thì nó cũng rất là yên tâm. Đấy, đèn nóm đầy đủ nhá. Và không bị vỡ ố mốc. Đấy, còn nguyên, không có vỡ ố mốc tí nào. Sạch sẽ ngon lành cành đào. Đấy, có cảm biến lùi với đằng sau đầy đủ nhá. Và cái phần lót sàn này, đấy, bác cái để nguyên. Kể cả là cái áo gỗ này hay là cái tựa gối này, đấy, còn nguyên nhá. Đấy, lốp sơ cua và đồ nghề kích lốp các thứ của xe thì còn nguyên đây. Đấy, vẫn còn nguyên đầy đủ. Các cái ốc phía dưới này, đấy, các bác nhìn các cái ốc này, đấy, nó còn nguyên. Và keo chỉ cánh đằng sau là còn nguyên luôn. Đấy, keo chỉ cánh là còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, chất của xe là đảm bảo cho các bác nhá. Và kính là kính zin, kính nguyên bản. Vâng, em sẽ có một bài hướng dẫn cho các bác về cách kiểm tra kính. Thì mấy hôm nay là thấy cũng nhiều người hỏi về cái cách kiểm tra kính rồi. Thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác. Đấy, lốp dép thì căng đét. Và đây các bác nhìn này. Đây, và cua lốp đây. Cua lốp. Đấy, tôn sườn này của xe nó còn cứng đét luôn. Và toàn bộ chỉ cánh của xe là còn nguyên. Em này thì được cái là chạy rất là chắc chắn. Vâng, và cái dòng này các bác về yên tâm là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì, đổ xăng rồi mà chạy. Đấy, thời tiết nắng nóng này ngồi trong xe còn sướng hơn. Và đây các bác nhìn này, nước điều hòa này. Đấy, các bác thấy chưa, em cứ để nổ máy thôi. Đấy, ngồi trong xe sướng mà. Vâng, mình cứ để nổ máy sẵn sàng. Ở cái dòng này thì nói chung là ít hỏng vặt và rất là lành. Đặc biệt là cái không gian bên trong dòng hatchback nhưng mà nó lại rất là rộng. À, gầm được phủ mọt rồi nhá, nên là cũng khá là ok. Nói chung là từ 25 đến bây giờ thì nó cũng là 8 năm rồi. Thì chắc chắn với các bác một điều là không thể bảo là được như xe mới. Nhưng mà được cái về chất tổng thể là xe là cứng luôn. Đấy, các bác đi là yên tâm, không phải nghĩ nhá. Đấy, sơn sườn ngon lành cành đào. Đấy, đồng sơn xe đều đẹp. Và máy của xe này chạy rất là êm. Đấy, em sẽ mở khoang máy ra để cùng các bác xem về động cơ của chiếc xe này. Chiếc xe này thì đang sử dụng động cơ là 1.0 Kappa. Đấy, máy số là ngon lành cành đào, máy số là nguyên bản đấy các bác nhá. Nguyên bản và chưa có rửa ráy cả nên là trông nó hơi bẩn bụi tí, các bác thông cảm nhá. Động cơ 3 máy, đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4 lít rưỡi trên 100 cây. Máy ăn xăng được 4 lít đấy. ABS đầy đủ là có ABS luôn nhá. Và ắc quy thì còn ngon, mới thay từ 2022. Ắc quy dày.
Đấy, các cái phần đầu này còn nguyên này, nguyên tem nhãn là nguyên dấu luôn nhá. Đó. Các cái đinh đầu của các cái phần tai đèn là còn nguyên. Tai đèn là còn nguyên luôn. À, các bác thấy không? Còn nguyên này, tai đèn này. Đấy, keo căng nhá, chỉ căng này. Đấy, vào bên này cũng thế. Các bác thấy chưa? Đấy. Nói chung là về chất của xe thì tương đối là ok. Lành, chạy chưa sướng các bác. Chạy rất sướng luôn. Và dòng này thì nói chung là đi rất là êm. Đấy. Ngồi trong xe thì thực sự là quá mát luôn. Vô lăng nó vẫn còn như mới luôn. À. Các bác nhìn vô lăng à. Vẫn còn như mới nhá. Các cái phần sần này của này còn nguyên. Đấy, hoặc là các cái phím này này. Đấy, các cái phím này của xe là vẫn còn ngon nguyên. Đấy, điều hòa mát chỉnh cơ nhá, đơn giản, có màn hình. Đấy, màn hình có cả cam lùi cho các bác luôn. Em này thì được cái là máy chạy rất chắc này. Cam lùi hiển thị rất rõ ràng. Đấy, đồng hồ 6.8 các bác nhá. Và xe là cam kết là không có khoan đục, không có taxi dịch vụ. Đấy, chạy rất sướng, điều hòa thực sự là quá yêu. Và trần đây này. Đấy, các bác nhìn quả trần. Đấy, trần nỉ của nó còn đẹp luôn. Đấy. Nói chung là về chất xe thì đây là một chiếc xe khá là ok dành cho gia đình. Với cái tầm cửa tiền các bác bỏ ra chỉ có tầm hơn 200 triệu thôi. Còn các bác nào chưa có điều kiện nhá, các bác ở Quảng Ninh hoặc Hải Phòng, các bác có thể là trả góp con này tầm khoảng 120 triệu đến 130 triệu là các bác có thể trả góp được em này rồi. Nói chung là xe ngon giá rẻ luôn. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là hời. Đấy, một mức giá vô cùng yêu thương luôn các bác nhá. Chỉ chênh nhau vài triệu thôi so với xe mua vào thôi. Nói chung là tầm này thì xe giá mua vào mua ra nó cũng chênh không nhiều lắm. Rất vui khi được các bác qua cửa hàng xem xe và lái thử trải nghiệm luôn những mẫu xe ngon lành cành đào bên em. Và xin cảm ơn các bác. Bên em thì có rất nhiều khung giờ phát sóng các bác nhá. 7 giờ, 7 giờ 30, 8 giờ sáng. Đấy, 11 giờ trưa, 14 giờ chiều. Và 7 giờ, 7 giờ 30, 8 giờ tối nhá. Các bác sẽ có rất nhiều khung giờ để cùng xem những cái mẫu xe tuyệt vời nhất tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt. Và rất vui khi được các bác ghé thăm và xem đến cuối video. Xin chào, cảm ơn các bác. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.